Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại. Mình là Kim. Thì hôm nay gia đình Kim sẽ đi du lịch ở Scotland các bạn. Mình ở Liverpool mà đi xuống Scotland chỗ mình đang đi thì khoảng 380 km, lái xe khoảng 4 tiếng rưỡi các bạn. Mình sẽ có chuyến nghỉ ở đây là 4 ngày 3 đêm. Ở đây phong cảnh rất là hữu tình mọi người, cho nên là mình muốn quay lại để chia sẻ với các bạn phong cảnh ở Scotland nha. Đã tới nơi rồi nè mọi người. Đây, mình sẽ ở một trong những cái căn này nè. Căn mình là căn số 5. Giờ cùng đi vào bên trong xem ở đây có cái gì nha các bạn. Cái này giống như là cái cabin đó, gọi là cabin. Người ta làm bằng gỗ. Có cái lối đi vô cùng dễ thương ha. Ta-da. Trong đây thì ở đây có chỗ máng áo khoác nè mọi người. Đó, cái nhà bếp bên đây. Đây là cái phòng khách. Cái phòng khách này cũng khá là rộng. Có cái view đi ra phía ngoài nè mọi người. Oh, đây có cái lò sưởi. Cái lò sưởi này bằng củi nè. Tối nay lạnh thì sẽ đốt bằng cái củi này nè. Nhà mình sẽ quẹo qua cái ơi mày nghe cái nhà bếp này nha. Má ơi. Ở đây thì mình tự đem đồ ăn theo nè các bạn. Tự đem đồ ăn theo. Ok, để mẹ nói chuyện cái. Mình tự đem đồ ăn theo, mình tự nấu, mình tự ăn ở đây luôn. Đây là những cái giỏ đồ ăn mang theo nè. Có bếp, có chỗ nấu ăn, có lò nướng, microwave. Chỗ mày coi cái tủ lạnh, có tủ lạnh không? Tủ lạnh đâu rồi? Tủ lạnh ở trong đây. Đó. Có máy rửa chén nữa nè mọi người. Ơi. Trong đây có cái máy nướng bánh mì. Muỗng nĩa ở đây, dao nữa. Mấy con dao này ở dưới thấp một chút xíu nữa, để lên cao để cho chi nó mở ra, nó lấy, nó phá, nó chạy vòng vòng. Chắc tiêu luôn. Có nồi. Bây giờ thì mình sẽ vô trong phòng ngủ trước nha mọi người. Rồi xong rồi mình sẽ đi ra ngoài đi sau. Phòng ngủ xem có cái gì. Đây là toilet. Toilet có bồn tắm. Gì con đi nữa hả chị? Good. Yeah, đây có phòng ngủ. Mọi phòng ngủ này có hai cái giường đơn. Yeah. Ở bên đây thì có thêm một cái phòng nữa. Đây là cái phòng ngủ lớn. Cái phòng ngủ lớn nè. Good. The guy said he won't need to put the heating on too much. He said because they're very insulated. What insulated means they're very. They're built to stop the cold coming in. He said if you turn up the heating, it can take quite a long time to go down. Đây cũng có ở phía bên cái phòng ngủ lớn thì có cái phòng tắm đứng nhờ một cái toilet nữa. Thì cái nhà này có hai cái toilet. Is he on the toilet, huh? Hết hả, hơn đây. Ở đây, mình sẽ đi ra ngoài đây nha mọi người. Này có chỗ ngồi. Có cái lò nướng barbecue ngoài trời nữa nè các bạn. Đó. Có cái ghế ngồi đây. Phía bên đây là có cái hot tub nè mọi người. Cái bồn tắm massage đó. Nhưng mà xung quanh đây giống như là không có được riêng tư á. Những cái căn nhà này nó nằm gần 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 nhau á,
cho nên là mình đi ra ngoài để tắm nè là người ta sẽ nhìn thấy mình luôn. Ở phía bên kia có người đang tắm kìa, mình cũng thấy họ nữa. Họ đi vô đi. Đây là ba cái đồ đông lạnh nè mọi người. Đó. Ở trong cái túi này để giữ lạnh. Cái này hồi sáng này Tony đã đi siêu thị mua đồ mang theo đó. Sáng 7 giờ là anh đã đi siêu thị rồi. Tony đem hai cái túi bánh mì này ăn hết bánh mì mới được về nha mọi người. Đây, tủ lạnh đã đồ ăn nè, đồ ăn đem theo. Rửa chén. Hai mọi người, mình vừa mới đến khách sạn thì mình cũng đã dẹp đồ xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi bộ một vòng xung quanh khách sạn cho mọi người xem ở đây như thế nào nha. Cùng đi với mình nha. Ở ngoài đây những cái căn nhà này người ta làm bằng gỗ đó mọi người. Giống như nhà sàn vậy đó. Đây nè, căn nào cũng nhà sàn hết á. Ở bên cái nhà bên đó là có sinh nhật của ai đó. Thấy dán chữ sinh nhật. Ở đây gió cái hơi lạnh nha. Đẹp quá chừng luôn á. Úp, người ta đi xuống dưới kia được kìa. Đi dạo dưới kia được kìa. Nhiều người đi du lịch dẫn chó theo lắm mọi người. Ở bên đây hầu như là ba gia đình là hết hai gia đình nuôi chó rồi đó. Chỉ có nhà mình là không có nuôi chó tại vì có trẻ em á, dơ nữa. Mấy căn nhà ngoài đây tưởng tượng cái căn nào cũng có cái bồn tắm massage hết mọi người. Tưởng tượng đây, ở đó cũng có mọi người đang tắm massage ở đây, xong nhìn ra cái cảnh ngoài kia, nhìn ra ngoài đó đẹp lắm luôn kìa. Phía dưới kia giống như có cái ngọn của cái đầu nguồn cái sông nó dẫn lên đây á, cái hồ. Mình đi xuống dưới đây thử. Bây giờ nước cũng rút xuống á, nước nó hơi cạn nè. Ở dưới đây có cái lối mòn đi nữa nè. Hôm nay mặt trời sẽ lặn trễ hơn, cho nên bây giờ 5 giờ rồi đó, trời vẫn còn nắng. Trời trong xanh đẹp hả mọi người. Ở đây có trong biển quá chừng luôn nè. Phía bên kia có cái căn nhà to quá chừng, giống như cái tòa nhà đó mọi người. Không biết ở bên đó là khách sạn hay là cái nhà của người ta đó, nhưng mà lớn lắm. Mình nghĩ chắc là khách sạn đúng không? Đẹp.
quá à. Nhìn cái view ra ngoài đây. Ở đây ở chỗ này là cỏ này, khi mà nước dâng lên chắc sẽ lên ngập lên tới trên đây luôn mọi người. Bây giờ nước xuống có lỗ, có hang, ổ hang đi mà sụp xuống đây, rớt xuống đây được. Nè, rong biển quá chừng luôn. Ở đây rong biển quá chừng luôn nè. Ở đây có một cái con sông, con giống như con rạch vậy đó. Con rạch nhỏ nó dẫn nước chạy qua bên kia. Ở bên đó là khách sạn rồi, mình mới thấy một cái xe bus rất là lớn để có chữ hotel đó, chở khách về, chắc là chở khách đi vô tham quan ở đâu xong rồi bây giờ chở về. Đẹp quá à, ha. Nguyên cái cảnh ra ngoài luôn. Nằm dưới chân núi. Phía bên đây là cái khu nhà gỗ chỗ mình ở. Buổi tối nha mọi người, là người ta chơi nhạc sập sình mọi người á, người ta ngâm ở ngoài cái hồ bồn tắm massage đó tới 8-9 giờ tối luôn, rồi mở nhạc sập sình nhá, giống như là cái động như ai mà đi cái này, kiểu như là người ta đi đi du lịch, đi hưởng thụ đó, cho nên là nhiều người sẽ chơi như vậy tới khuya luôn. Có cái lều bên kia 5-6 anh trai ngâm ở trong bồn từ trưa tới chiều luôn, tay cầm lon bia ngồi trong cái bồn tắm mở nhạc sập sình. Mình đi bộ bao nhiêu đó thôi xong rồi giờ về mình cũng ngâm bồn tắm massage nha mọi người. Hello. Hi. Đây ví dụ như căn nhà này đi, ngay cái bồn tắm ngay đó. Xong ngồi ngâm bồn, nhìn ra ngoài khung cảnh ngoài đây. Tuyệt vời ha mọi người. Đây, cái căn của mình đây. Ông xã đang ngồi coi tivi. I mean, nước này đã rất là ấm rồi đó mọi người, rất là ấm luôn. Wow, look at that, DJ. Hello, chị ok? Yeah. Just swim? Yeah. I go with big fish. Oh, yeah. And I got lots of characters. It's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. Thì bây giờ trời cũng sắp tối rồi các bạn. Ngày hôm nay lái xe cũng rất là dài. Và bây giờ tắm ăn uống xong rồi mình sẽ nghỉ ngơi ở trong khách sạn. Ngày mai sẽ bắt đầu đi chơi nha các bạn. Ngày mai mình sẽ bắt đầu quay thêm video nữa để chia sẻ với mọi người nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến đây. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.